Hello, xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với DNL. Tôi trước mặt mọi người một chiếc xe Ford Ranger XLS 2023. Và trên đó thì mà khách hàng mang tới đây một cái mẫu nắp thùng cao để thanh lý. Mẫu nắp thùng cao này là mẫu nắp thùng cao có đèn. Lợi sẽ lên một cái video thật là chi tiết để quý anh chị chúng ta cùng xem thật là rõ, thật là kỹ về chiếc nắp thùng cao này. Để nếu mà quý anh chị em nào chúng ta đang cần một cái mẫu nắp thùng cao, và nhất là những mẫu nắp thùng cao có đèn như thế này, thì có thể là ra quyết định mua hàng ngay sau video nhé. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi xem chi tiết ha. Mọi người cũng có thể thấy ngay ở phía bên ngoài, đây là một chiếc nắp thùng cao màu đen theo xe của xe Ford Ranger Next Gen. Mẫu này thì sẽ phù hợp cho xe Ford Ranger từ đời 2022 tới đời 2024. Đó, cái màu đen, màu sơn của nó thì còn rất là đẹp. Khi mà vừa tới đây thì cái xe thì nó mắc mơ, nên là ở phía bên ngoài thì chúng ta cũng không nhìn rõ được cái màu sơn chính xác. Nhưng mà bên Lợi đã check rồi, màu sơn của nó còn rất là đẹp, rất là ít chảy xước, gần như không có cái chảy xước lớn mà để mà bị mất sơn, mà nó chỉ là những cái chảy xước rất là nhỏ thôi, gọi là xước găm á. Cái đèn này thì còn sáng đầy đủ luôn, 3 chế độ thắng, để mi và xi nhan quý vị ha. Ở phía đằng sau này thì tay khóa còn rất là đẹp, Chúng ta sẽ đi sâu hơn về phía bên trong, quý anh chị có thể thấy cái tì rất là mượt, cái tì rất là mượt và nhẹ. Đẩy một cái nắp thùng ở phía sau này lên rất là tốt ha. Chúng ta check tiếp vào cái ngàm nhé. Ở cái ngàm khi mà chúng ta đóng xuống ấy, là giật ra không được luôn nha, tức là nó đang khóa rất là tốt anh chị ha. Mọi thứ còn rất là ok luôn. Cái ron này còn rất là đẹp luôn. Ron này rất là mềm nha quý anh chị ha. Cái ron này thì cái chất lượng của nó sẽ đến từ, thứ nhất là cái độ cao của cái ron nha quý anh chị ha. Thứ nhất là cái ron nó còn cao, sử dụng lâu nó sẽ xẹp xuống. Thứ hai là cái ron nó còn mềm, đó là cái khả năng chống nước của nó sẽ rất là tốt. Là cái ron mà chúng ta dùng lâu, thứ nhất là nó xẹp, và thứ hai là nó sẽ cứng, đó, nó gọi bị chai cái ron. Cái ron mới thì nó sẽ mềm như thế này này. Đó, cái này thì rất là ok quý anh chị ha. Ở phía bên trong ấy thì chúng ta có một cái lớp simili, cái này gọi là da simili màu be, còn rất là đẹp luôn, không phải một vết rách nào quý anh chị. Ở phía bên đằng sau thì quý anh chị có thể thấy là cái da của nó sẽ hơi bị bung ra. Cái này là do là mình dán cái này là dán cái keo con chó đó, mình dán cái da lại là nó ok thôi. Đó, nó đang bị bung ở phía đằng sau, chứ rách thì không có bị rách, phụ kiện còn đầy đủ luôn, bắt rất là chặt vào cái thành thùng. Cái mẫu này thì chúng ta không nhìn thấy cái pad ngàm của nó đâu nha. Mẫu này là nó sẽ bắt xuyên qua cái thành thùng luôn. Nó sẽ có cái pad mà mắt xuyên qua cái thành thùng của cái xe này. Tức là cái pad đó nó sẽ làm khớp với cái lỗ có sẵn ở trên cái thành thùng của xe XNS, XNT hay là nói chung là Ranger Next Gen. Nên là quý anh chị nào mà đang có một chiếc xe Ford Ranger 2022, 23, 24 thì có thể là lắp ngay cái mẫu này nếu mà chúng ta đang là cái xe màu đen. Còn nếu quý anh chị nào mà nó không có trùng màu xe mà muốn sơn lại cái màu đen này thành cái màu giống như cái màu xe của anh chị ấy, thì DNL tôi cũng có nhận sơn đổi màu quý anh chị ha. Với một cái mẫu nắp thùng rất là tốt như thế này mà khách hàng thanh lý thì với một cái giá cũng rất là tốt luôn, thì nếu mà quý anh chị em nào chúng ta đang cần một cái nắp thùng cao để chở nhiều hàng nhất, chống nước tốt nhất, thì hãy liên hệ ngay tới nhân viên tư vấn tại DNL Auto để chốt cái mẫu nắp thùng này ha. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, và quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.